Rồi bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu cho bạn bên kia nghe luôn nha. Em tên Ngô Thanh Phong, năm nay em 25 tuổi. Em làm công nghệ thông tin, thiết kế lập trình website. Bạn quê đâu? Dạ em quê ở Bến Tre. Bến Tre. Bến Tre, nhưng mà hiện tại quê nhà em á thì ở Đắk Nông. Tức là quê Bến Tre nhưng giờ cả nhà mình sống ở Đắk Nông. Dạ đúng rồi. Bạn làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi. Rồi mời bạn. Dạ chào chị Cát Tường, chào anh Hương Linh ạ. Chào mọi người. Dạ em tên là Ngọc Ánh, nay em 24 tuổi. Em ở Tiền Giang ạ. Em làm việc ở đâu? Dạ em làm việc ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công việc gì? Dạ em làm nhân viên tư vấn ghi danh ở trường ngoại ngữ á chị. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh thì có thể là nấu ăn được, còn điểm yếu thì hay nhút nhát. Rồi mời bạn trai. Em nghĩ là em cũng hơi nhát. Nhát luôn hả? Rồi dạ, hai người cùng nhát. Khi mà quý vị làm quen bạn gái thì em không biết nói gì. Nhắn tin là hầu như là em chỉ hỏi qua lo, hỏi thăm vậy thôi, chứ em không biết kể chuyện vui cho mấy bạn gì. Mình nhút nhát vậy rồi mình trải qua được mấy mối tình rồi? Chính thức thì em chưa. Lúc mà thời gian đi học á thì em thường để ý mấy bạn lớp phó học tập hay là lớp trưởng. Mấy bạn đó vừa xinh mà vừa học giỏi. Còn mình thì mình học dở, mình không có đeo đuổi được. Thế đó giờ bạn đeo đuổi không? Chưa có mối tình nào thực sự hết. Dạ đúng rồi. Còn trong trắng. Trong trắng thơ ngây. Chúc mừng bạn. Em thì có để ý một anh hồi lúc mà đi học sinh viên á thì có thích một anh đó, nhưng mà do tại em nhát quá cho nên em có thổ lộ cho người ta biết á, cái anh đó có bạn gái là anh không biết. Đúng rồi. Sao giống bên kia quá vậy? Rồi còn mối tình nào nữa không? Dạ không, chỉ có một. Cũng một mối tình vậy đó hả? Dạ. Có nghĩa là cũng chưa có mối tình nào chính thức. Đúng rồi. Vậy hôm nay là mình quyết định chính thức nha, quyết tâm nha. Hồi xưa giờ mình có được hôn chưa? Chưa. Dạ chưa. Trời ơi, có chưa? Thôi quá. Chưa. Chưa luôn. Chưa. Chưa anh gái rồi. Trời ơi. Hay quá. Hay đó. Ấy là có chuyện mình vui rồi đó. Khi mình hôn bạn gái mình thương yêu á, mình cảm giác sao? Thử cảm giác thử coi. Cái này không hiểu chưa? Không nghĩ ra được. Không nghĩ ra hả? Trời ơi, một người 24 tuổi, một người 25 tuổi chưa hôn lần nào. Mình có kiểm tra giới tính mình chưa? Này em nghĩ là chắc chắn là em là nam mà. Chắc chắn là nam rồi. Có khi nào đọc sách về tình yêu để tìm hiểu này kia không? À thực ra thì em đọc sách về chuyên ngành của anh Dương, không có khi nào đọc sách tình yêu. Thấy chưa? Không phải đọc sách tình yêu tìm hiểu để mình chinh phục đối phương thế nào chứ. Chị vẫn thắc mắc là trước giờ mình cũng duyên dáng vậy mà sao không ai đeo đuổi mình? Dạ thực ra là có một số anh thích nhưng mà em không có thích á. Sao vậy? Cái tiêu chuẩn em cao quá hay sao? Dạ chắc cũng tại một phần là em hay khó tính trong việc chọn bạn trai. Rồi em đặt ra cái chuẩn, cái mẫu người bạn trai em cần tìm là như thế nào? Em thích bạn nam của em cao, ngoại hình thì mũm mĩm dễ thương. Mũm mĩm hả? Có mũm mĩm không? Bên đây cũng hơi mũm mĩm. Rồi gì nữa mà em? Thâm hói. Thế là em hơi hói chút. Hơi hói? Hơi hói được không bạn? Hói nhiêu phần trăm? 20%. Hói cũng 20-30 để tôi qua hỏi cô này có vụ hói nữa cơ. Anh dạ. Chào em, mỗi lần nghe hói là anh khó chịu à. Má hói mắc mớ dựng hết. Mấy người hói là thông minh lắm á. Mấy người hói là người ta dễ thương lắm. Mấy người hói chung thủy lắm. Mấy người hói nói chung là sâu sắc lắm. Đâu vậy cái thông tin hói chung thủy với sâu sắc ở đâu ra vậy? Tự anh nói. Có gì nữa không em? Nói luôn cho anh Linh anh kiểm tra nha. Đẹp trai. Đẹp trai, có đẹp trai. Khói đẹp trai lắm hả? Đẹp trai cỡ ai em nói đi. Em có hình tượng nào không? Đẹp trai cỡ Linh. Cỡ anh hả trời ơi? Vậy là mình cũng đẹp trai hả? Cảm ơn em nha. Giờ anh mới biết. Đó là thấy bạn nó chủ động là quan tâm mình hơn. À rồi, cái này là bạn này chưa có đâu. Anh sẽ đốc thúc cái chuyện đó chưa? Rồi, cảm ơn em, dễ thương quá. Đạt gái. Chị với anh lắm. Quyền Linh đây là hỗ trợ hai không bạn. Quen được thôi. Trời bạn bên kia rù rì cái gì vậy? Dạ càng dễ thương em càng không. Dạ, chị. Ông nói lớn lớn lên xíu coi, nói gì mà rù rì không nghe được cái gì hết. Dạ. Bên kia dễ thương lắm, em cảm nhận sao anh nói vậy đó? Dạ em cảm thấy dễ thương là em thấy tự ti rồi đó. Tự tin rồi đúng không? Tự ti anh. À, tự ti hay sao tự ti? Tại vì xinh quá thì em không theo đuổi được. Trời đất ơi. Trời ơi gì mà gì phải tự tin lên chứ. Có anh bên cạnh, có gì anh lo cho. Đây nè, bình tĩnh tí nè, tướng tá cao ráo đẹp trai. Đúng rồi. Lỗ tai này rất tốt, mai mốt rất giàu. Hơi nói chung thôi. Đâu có hói đâu, anh Linh cứ dùi dập nhỏ hoài quá. Dạ không có hói được. Có hói chút, hói thì mình nói hói đi. Đi đâu anh sợ. Anh nói kìa. Hả? Cái này người ta bằng anh à, không có hói. Người ta khen anh đẹp trai, có nghĩa là bên đây cũng đẹp trai. À vậy nó đẹp trai hơn tôi. Rồi. Dạ. À bây giờ em có cái gì không thích ở người bạn gái không? Thật ra thì em thích mấy người gọi là đơn giản, truyền thống, người của xã hội quá, em không thích lắm. Hỏi ý là em không thích chị đó, ngắn gọn vậy đi cho nó dễ hiểu. Được rồi. Đẹp trai, cao to, được. Nói gì hồi mở lên ta thấy hói người ta la tôi nữa. Nữa. À, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi cô gái bên kia thế nào nha. Em đi với ai? Dạ em đi với em ruột em.
Em ruột hả? Đó, em gái ruột tao dễ thương vậy đó. Trời ơi, anh ta dễ thương quá nào. Chào em. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. Và em chào chú Quyền Linh. Dạ, chú chào em. Dạ em chào chị Ánh ạ. Trước tiên em gặp chị Ánh thì em cảm thấy rất là ấn tượng. Thứ nhất là em ấn tượng vì chị Ánh rất là xinh, chị Ánh rất là dễ thương. Và ấn tượng thứ hai của em dành cho chị Ánh đó là chị Ánh là người Tiền Giang. Thật sự thì cái gốc của ba em là người Tiền Giang, cho nên là ba em rất thích những cái người con gái ở miền Tây, ở Tiền Giang, ở Bến Tre, đại khái vậy. Tại vì đó là những cái người mà khá là truyền thống, cho nên là em rất là thích chị. Và em nghĩ là nếu mà ba em thấy chị thì ba em cũng rất là thích. Hôm trước khi đi thì ba em có nói là khi nào phát sóng để ba em đón, ba em xem. Và anh hai em thì em xin phép được thanh minh giúp anh hai em là thật ra anh hai em không có hói đâu ạ. Anh hai em chỉ là tráng hơi cao. Với lại là trước khi đi gặp chị Ánh thì anh hai em chuẩn bị rất là kỹ. Anh hai em đi làm xong là cắt tóc liền. Cái bó hoa mà chuẩn bị lát nữa chị Ánh sẽ được nhận, đó là cái bó hoa mà anh hai em tự làm. Anh em không muốn tự mua để thể hiện cái thành ý của anh em đó. Con gái dễ thương quá chừng à. Nay làm gì ba người mặc quần áo giống nhau vậy? Dạ, thực ra thì ba tụi em mặc đồ giống nhau vì lý do là được gọi là bầy em gái đi theo á, cho nên là tụi em rất là chỉnh chu. Trời ơi, thấy quan trọng ghê chưa, lo cho anh hai anh hả? Anh trai thì đi cắt tóc ha, không? Ba cô em gái đi theo chỉnh chu đồng phục luôn. Thôi kéo màn. Kéo màn lên. Không gian này là của các bạn, xin mời. Cô hả? Chị không được đón nhà. Dạ, cảm ơn anh ạ. Hát bài tặng bạn nữ cho nó không khí đi. Bắt đầu. Anh gặp em giữa trời đông, bốn giá mắt ta nhìn từ đã quen từ lòng. Em cười tươi như màn trời cuối đông, nụ cười đó làm sao anh quên. Ta cánh ra muôn trùng mây, từng dòng thư gửi kèm nỗi nhớ thương. Anh nhớ em đêm từng đêm, lòng thầm mong thấy em trong phút giây. Thấy không, cô cười rất tươi không? Hiểu không? Hiểu. Hiểu. Rồi cảm nhận thế nào? Anh thấy em nói chuyện rất là dễ thương, hay dịu dàng. Xinh như xinh. Hả? Tại vì em run quá cho là không có nhớ được gì. Mình cứ nói những cái gì mình suy nghĩ thôi các bạn, không cần nhớ gì hết á. Tại vì mình cái gì mình chậm hết ứng lắm. Mình cũng hay nói chuyện cũng dở nữa. Cho nếu mà nữ thông cảm được cho mình thì mình nhất định sẽ nói chung thủy. Nếu mà nhắn tin thì mình nhắn tin rất là dở. Còn nếu mà gặp hay là nói chuyện điện thoại thì mình dễ nói chuyện hơn. Không có cần nhắn nhiều, chỉ cần nói là anh yêu em, anh yêu em, nhắn hoài tràn ngập luôn. Có gì đâu. Mình muốn là cái mối tình giữa anh với em nó sẽ bắt đầu từ từ, từ bạn bè. Rồi nói chuyện nó rất là tự nhiên, rồi từ từ tình cảm nó sẽ nảy sinh lúc nào mình không hay luôn. Rồi lúc đó là mình thân nhau, rất là thân, rồi lúc đó chuyện mà cưới nó cũng rất là dễ dàng. Chứ không phải là vù dập như những cái cuộc tình mà người giống như cuộc tình khác. Ra lúc nãy nói không thích hói, nhưng mà mình anh thì cũng không có hói lắm. Em thấy anh có vẻ là hơi chững chạc xíu, cũng dễ thương. Thấy có hợp với mình không? Cũng hợp. Cũng hợp. Em có mong muốn ảnh làm gì cho mình không? Sau này thì anh nếu còn có sự quan tâm, anh chăm sóc nhiều thì anh sẽ cố gắng, mặc dù anh cũng hơi bụng về, nhưng mà anh nghĩ là quen từ từ rồi anh sẽ tập làm quen, rồi anh sẽ tự mình rèn luyện mình. Với một người xinh đẹp thế này thì anh nghĩ rằng là em sẽ tập trung hết sức mình để chăm sóc ha, không có vụng về nữa đâu. Bạn gái thích một người bạn trai chủ động thì em định sắp xếp tổ chức một cái buổi hẹn hò đầu tiên giữa hai bạn là như thế nào? Em anh sẽ mời đó? Em đi uống nước để mà mình nói chuyện để hiểu nhau nhiều hơn. Lúc đó anh sẽ quan tâm em giống như là một người bạn, hay là một, có thể là một người anh trai hay một gì kỳ vậy? Không, đại khái là em muốn bắt đầu từ đầu tình bạn nó từ từ đi lên, nó sẽ tự nhiên thoải mái mà. Bấm nút này là đồng ý hẹn hò với nhau rồi. Dạ. Chứ không phải là anh trai em gái hay là bạn bè. Dạ. Anh chỉ sợ là quá cho bạn nữ thôi, tại vì em thấy được con trai thì nói chung là cũng hay quá lố một xí. Còn em thì em thích là em thích cái tự nhiên, nó nhẹ nhàng, cho tạo cho các bạn nữ cảm giác nhẹ nhàng thôi, bình thường thôi, chứ không cần quá phô trương rồi dễ làm cho bạn nữ sợ như những cái lần mà em quen trước đó. Thì thật sự là anh cũng muốn tiến tới lâu dài, anh chỉ sợ là anh không có mang lại hạnh phúc cho em thôi. Nếu mà có quen được em thì anh quá hạnh phúc. Thì anh phải quyết tâm đem lại hạnh phúc cho em chứ sao mà anh sợ anh không mang được hạnh phúc cho em. Nào bây giờ tôi bạn tạo điều kiện thế này trai, ha, để chúng ta dạng. Cảm nhận gần gũi nhau hơn nữa. Đứng lên bàn. Dạ. Nào chúng ta có thể nắm tay nhau để cảm nhận. Đấy, nắm tay. Rồi dạ. Nhắm mắt lại. Mạnh mẽ lên. Dạ. Nào bắt đầu.
quyết tâm. Anh quyết tâm sẽ mang lại hạnh phúc cho em. À, em là con gái này. Anh đợi tí nữa bạn. Sao ba liếm liếm nha. Về vị trí ngồi. Ngồi đây đi bạn. Phải mạnh mẽ trong tình yêu ha. Dạ. Cố gắng lên em gái á, em phải nói nhiều với anh trai nữa. Anh nghĩ rằng em gái của em rất là thông minh, rất là năng động đấy. Nhớ nha hai bạn, suy nghĩ thật kỹ, chúng ta đã có vài phút để trò chuyện với nhau. Mặc dù chưa có phải là tìm hiểu cái gì sâu sắc, nhưng cũng đủ để chúng ta kiểm tra lại xem cái cảm xúc của mình. Các bạn đang đối diện với người thân, ba mẹ, ông bà, hàng xóm và hàng triệu khán giả. Trái tim chúng ta không cùng chung nhịp đập, không có cảm xúc, chúng ta không nên bấm. Để cho nhiều người có điều kiện hăng bấm. Còn nếu cảm giác một nửa đó có thể thuộc về mình, hãy bấm các bạn nha. 1 2 3. Hết thời gian. Mời em. Tại sao bạn gái không bấm? Em thấy là em có thể là em gái của anh. Có thể chưa cảm nhận được một nơi để có thể là có bờ vai, bờ vai chải để mình đúng vừa. Anh cảm nhận đây là một chàng trai rất tốt em. Nếu như anh là em, anh sẽ bấm đấy. Một chàng trai rất là thông minh, nhưng mà có thể anh hơi nhát và chưa biết cách để chia sẻ thôi. Không có thể hiện được cái điều mà anh đang nghĩ. Hồi nãy có lẽ do em nói cái chuyện bạn em gái này kia đó. Tại em đề nghị á, muốn làm em anh trai thì người ta mới nhận làm em gái đó. Không có quyết tâm. Tiếc quá, một cặp đôi rất là đẹp. Thôi, vậy thì chúng ta hãy để nút bấm đó cho nhiều người. Hàng triệu người đang xem chúng ta. Có đôi khi họ sẽ bấm cho em trai, có đôi khi họ sẽ bấm cho em gái. Chúc chúng ta có một nửa yêu thương một ngày.